Đây là Boeing MQ-25 Stingray, một loại máy bay không người lái tiếp nhiên liệu thế hệ tiếp theo. UAV này sẽ cung cấp khả năng tiếp nhiên liệu không người lái từ tàu sân bay cho Hải quân Mỹ, giúp giảm sự phụ thuộc vào các máy bay chiến đấu FA-18 cho các nhiệm vụ tiếp nhiên liệu cho các máy bay chiến đấu. Vào năm 2018, Boeing đã trở thành người chiến thắng và giành được hợp đồng trị giá 805 triệu đô la để thiết kế và sản xuất các máy bay tiếp nhiên liệu không người lái. Stingray sẽ được trang bị động cơ Rolls-Royce AE3007 tạo ra hơn 10.000 pound lực đẩy, có khả năng cung cấp tới 6,8 tấn nhiên liệu trong khoảng cách 926 km. Nó có thể tiếp nhiên liệu cho các loại máy bay chiến đấu như Super Hornet, Growler và F-35C, kéo dài đáng kể tầm hoạt động và thời gian bay của chúng. MQ-25 Stingray sẽ được trang bị công nghệ lõi và cung cấp tự điều khiển thông minh, khả năng theo dõi hệ thống trên máy bay cho các nhà điều hành.